qua rồi hả? Cô thấy cô gái 4 mét không? Cô chỉ có 1,5 mét thôi. Cô gái 4 mét đâu? Hello anh chị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại khu rừng Tràm. Thì hôm nay mình quay trở lại đây để tìm Quang Hồn, chàng thanh niên mà ở Việt Nam đi qua bên Campuchia cờ bạc rồi mượn nợ bị họ giết đó cả nhà. Thì từ cái ngày mà mình gặp họ ở bên khu rừng Tràm này, cũng như là có một cái duyên và cũng rất là may mắn. Nhưng mà ban đầu mình cảm thấy họ rất là dễ chịu, nhưng mà chập sau họ muốn đi về nhà thăm kiểu như vợ con, rồi cuối cùng muốn ở với vợ họ. Nhưng mà cái thân xét đó là họ đã mượn của người anh Tư của họ. Như vậy là họ tính ở với vợ của họ, thì lúc đó là bà cụ bà cố gì đó của họ xuất hiện, không có cho họ làm những cái công việc mà đòi bại đó. Như vậy á, từ lúc đó đến ngày hôm nay thì Quang Hồn đó, như tập vừa rồi là họ có nói là họ đi về nhà, họ thăm nhà. Nhưng mà hôm nay á, cũng như là người nhà của họ đã mướn vị thầy đến trấn yểm, cũng như là dán những lá bùa cái đường mà vào nhà của họ. Thành ra họ không có vào nhà họ được để kiểu như mượn xét những người thân của họ để thăm vợ họ và quan hệ với vợ họ. Thì họ đến đây mình phiên dữ lắm, phiên luôn. Mình muốn cho họ nghe những cái kiếp luân hồi để về chùa nghe kinh Phật, mà mình nói là họ không chịu. Rồi cái lúc mà mình đặt máy cúng kiến á, rồi mình phát hiện có một vong rất là cao đứng phía bên cái lùm đó cả nhà. Lúc mà mình về mình coi video á, là mình nghe chàng thanh niên đó nói với cô gái đó: cô 4 mét hả? Mà thường thường phụ nữ ở Việt Nam thì cao lắm thì khoảng cỡ 1,8 m là dữ lắm rồi, hoặc là 1,9 m. Còn này nghe nói gì cô 4 mét hả? Thì chàng thanh niên, hôm nay cậu có ở đây thì cậu hãy xuất hiện đi. Hôm nay tôi đến đây cũng như là muốn giao tiếp với cậu. Cũng như là trước kia mình đã tạo một cái nghiệp rất là lớn rồi, bây giờ mình đã thành vong rồi chứ không phải là thành người nữa, cho nên cậu phải buông bỏ hết, không nên để trong lòng. Rồi bắt đầu mình muốn cái kiểu như về thăm nhà rồi làm những cái công việc đồi bại thì nó không có đúng với vong đó, tại vì cậu đã chết rồi. Thì ngày hôm qua em kia gì đó mình đến đây á, là nhìn ở trên cam á là phát hiện chàng thanh niên ở cũng như là mình cúng kiến tại vị trí này. Gọi trên cam là mình thấy có một cô gái đứng bên đây rất là cao luôn các bạn. Mà mình nghe họ nói kiểu như chàng thanh niên hỏi cô gái: cô cao 4 mét hả? 4 mét hả? Mà không biết phải hay không các bạn. Rồi khúc cuối họ lết lết vào cái khu rừng này. Họ nói là họ tìm cô gái đó, nhưng mà không biết là họ có gặp được Quang Hồn đó hay chưa. Trời ơi, khu rừng này nhìn thấy nó cục thì các bạn. Dũng thì những cái con kinh ao như thế này nè, cả nhà thấy nó đỏ đỏ là kêu bằng phèn đó cả nhà. Phèn mà một cái con cá không có sống luôn á. Chàng thanh niên, hôm nay tôi đến đây nè, cậu có ở đây hay không? Rồi rồi, mình nghe gì sẹt bánh vậy ta? Cả nhà nghe không? Giờ này mình đến đây là 6 giờ mấy rồi cả nhà, có thui rồi đó. Còn hơi sáng sáng chút xíu nữa là tối. À, hôm nay á tôi đến đây nãy giờ gặp chú ở bên đó ha. Rồi ngày hôm qua chú nói chú đi tìm quan hồn chân dài 4 mét gì đó, có không? Có. Ở đâu? Tự ra đây kiếm tao nè. Gì 4 mét chứ gì không? Ra đây kiếm tao, nó muốn làm quen với tao. Có không? Có. Tao nói rảnh tới tối qua tôi chơi xíu, nó qua tới giờ á. Rồi ngày hôm qua ông đi tìm cô gái đó là gặp họ luôn hả? Ừ. Rồi có hỏi thăm cổ như tuổi không? Có. Nhiêu? Nó mới 19 tuổi à. Quê đâu? Quê nghe nói quê Bạc Liêu á. Rồi bởi gì mất? Tao đâu có hỏi đi sao tao biết. Trời ơi. Vậy là ông đó không có biết đi cua ghệ rồi. Mình cua ghệ là mình phải biết họ là bằng bao nhiêu tuổi, bị gì mất. Còn nếu ông còn sống á thì khác, còn này ông là vong rồi. Rồi giờ họ đâu? Giờ đâu biết ở đâu đâu, xíu nữa nghe nói tối tối qua với ta cũng biết nào qua nữa. Đặt cái vụ ngày xưa ông còn sống ông đi cua ghệ chứ sao? Mới làm quen ông nói sao? Làm quen thì tao xin Facebook cổ đi uống cà phê. Để hỏi nhà anh ta không? Không. Cười vậy? Tôi đi nhà nghỉ không à. Nhưng mà ông phải biết nhà anh ta chứ. Ui, cô gái thời nay nhà cửa gì. Thôi bây giờ hôm nay tôi đến đây á là gặp ông, muốn nói với vài điều, cũng như là ông còn ý định đó là đi về mượn xét anh Tư thăm vợ không? Cũng thèm nữa, đây có cô gái 4 mét rồi. Cô gái gì 4 mét dữ vậy cha nội? Đây có cô gái 4 mét làm quen với tao rồi, tao không về nữa đâu. Cái đó là tự nhiên cổ lại hay là ông đi cua? Tao đang hưởng đồ cúng cổ lại. Tao thấy cổ không vậy tao gượt theo tao kiếm. Ừ. Cái tao nói chuyện xong cái tiện cổ nói đi kiếm tao xin làm quen. Tao ngủ chiều chiều qua rồi, tao tối qua đây chơi. Rồi ông có hỏi người ta có chồng chưa hay là có rồi? Chưa có chồng. Có hỏi người ta không mà biết chưa chồng? Hỏi rồi. Trời ơi. Họ nói lúc sống tới chết luôn cũng chưa biết chồng là gì đó. Vậy hả? Sao kỳ vậy? Mình làm quen với vong mình hỏi người ta có chồng chi vậy? Rồi, hỏi mình cua chứ. Hỏi người ta có chồng hay chưa, tại sao không hỏi người ta bị gì mất? Thì hỏi có chồng hay chưa mày coi chứ, mắc đâu liên quan tới cua đâu mà. Sao không liên quan? Phải chung đặt cái vô giờ ông bị kiểu như cờ bạc, rồi hết tiền đi mượn nợ rồi bị họ giết. Nó thì bây giờ ông phải lấy một cái vong nó tương tự vậy đó, nó mới trùng khớp với nhau, giống như cái nồi nào mà dấp nắp dùng nấy biết không? Ừ. Nghĩ gì chết cũng được á. Thường thường á, thường vợ chồng người ta ăn rơ dữ lắm, người ta hạp với nhau người ta mới cưới đó. Mà ông làm vong rồi ông còn yêu đương được sao, mà tại sao ông kiếm ghệ kiếm đồm lum vậy? Coi chừng cái bà đó là bà tiên hay gì đó, bà đến đây bà tìm gì đó chứ. Ô, không phải đâu mà ô, đợi xin làm quen với tao mà. Bà xin làm quen đào hoa quá, mày thấy tao đào hoa không? Bà xin làm quen là bà nói sao? Gì hỏi tao nhiêu tuổi ở đâu cho tao xin làm quen, cho tôi xin làm quen. Người ta làm quen thôi chứ không phải người ta muốn làm người yêu của ông đâu ông nội. Thì xin làm quen rồi. Rồi người ta xin làm quen để nhiều khi người ta muốn ông giúp cái đỡ cái chuyện gì đó nó khó khăn. Tự nhiên xin làm quen là ông nói người ta yêu ông. Rồi mày thấy ta đẹp trai không? Bởi vì ông tào lao quá. Ôi xíu tao qua, cậu có qua đây tao hỏi cho mày coi. Hỏi sao? Hỏi chịu làm vợ tôi không? Để coi cổ trả lời sao. Ông là nghi bị ăn đòn. Không, thấy nhỏ này. Cái bà đó chân dài lắm, bà đá cái là chết. Nhỏ này dễ dàng. Còn ông bị có tật có nguyện mà còn quen bà này bà nọ có ý định đó nữa, không có đâu. Coi chừng cái bà đó là bà Tiên á, hỏi thăm ông á. Không có đâu luôn. Hay là cô gái nào chết quen, chết ức, chết tức, chết tưởi ở khu gần này, gần đây, muốn qua đây làm quen với ông, kiểu như lối xóm làm quen, nói chuyện rồi chơi vậy đó. Ông có hiểu không? Ngày xưa ông có chơi với bạn ông không? Là cái vụ chung xóm của ông rồi có một hai cái nhà người ta đến, người ta mới mua nhà, người ta ở kế nhà ông, người ta qua người ta làm quen, người ta nói chuyện với ông, cái ông nói người ta phái ông là sao? Tại mày đúng không? Chứ giác quan của tao là đón bây. Không có đâu. Tự nhiên thấy phụ nữ hỏi làm quen cái là chắc người ta thương tao. Nếu tao hỏi cho mày quê xệ mày cho biết. Ôi, chắc chắn luôn á, không có ai vong nào mà thương ông chứ á. Ủa mày đến đây làm gì nữa vậy? Đến đây là thấy cái vong của hổng thấy là lạ quá. Nghe nói 4m mà tôi về tôi coi video tôi thấy cũng cao thật. Để hôm nay tôi đến đây tôi cầu quả ra để ủa coi có phải 4m không? Cóp mối của tao hả? Không phải làm quen cóp mối. Để coi phải hay không. Chứ nghe nói cái gì mà 4m đó. Ồ, cô gái 4m á. Ừ. Bữa tao hỏi cậu nó trả lời 4m. Ừ. Tôi giờ tôi bày đồ ra tôi cúng tôi cầu cổ, còn ông không gài, ông ăn nhiều quá mà ông không có nghe lời gì hết trơn á. Nghe lời gì? Cứng đầu quá à, ai cúng kiến cho ông ơi. Bậy nghe, tao có về nữa nghe. Cái này là tao có về nhà nữa đâu. Ông muốn về thì kệ ông chứ. Nhưng mà ông muốn đi về chùa không? Tôi giúp cho ông. Không, ở đây với cô gái 4m rồi. Cô gái 4m bên kia kìa, hồi ở bển ăn. Ở đây người ta cúng kiến cho cô gái 4m chứ không phải cúng cho ông đâu ông nội. Trời ơi, nhảy dữ vậy. Rồi. Thấy gì chứ đi nhanh lắm á. Đi cách xa sao mà nhanh. Thì tao nhảy mà người bước rưỡi á. Dữ à? Ừ. Không, bây giờ nếu mà được vô chùa cho ông tu tập á, cỡ 100 năm nữa mới được đầu thai thành người. Không có đâu mày ơi. Tao không đâu vô chùa làm gì. Cứng đầu quá. Ở đây rồi ông á, cha gì vô chùa làm gì? Cái vong của ông mà nếu mà đưa về chùa cũng chết lớn. Tôi mang tội nữa, khán giả hay là bà con lối xóm của tôi, họ sẽ chê cười tôi, họ sẽ kinh bỉ tôi. Kinh bỉ đúng không? Làm gì kinh bỉ nói ghê vậy? Đã cái vong dâm dục mà đem đi vào chùa dê mấy cái vong trong kia trong chùa ai chịu cho nổi ông nội. Trời ơi. Phải không? Ê, nói đàng hoàng tao làm gì có máu đó. Sao không có? Ông về ông lụm chị Tư nữa. Ê, không có nghe, tại nhập xác nên ngủ thôi chứ không có làm gì nha. Trời trời. Nhập xác ngủ chị Tư thôi chứ không làm gì hả? Ừ, tại anh Tư tao ngủ. Phải ngủ chung, tại vì vợ chồng. Rồi lúc đó tại sao ông không sức cái hồn ra? Tại tao chưa muốn sức, tao muốn mượn nữa. Ôi. Tối tao mò qua phòng vợ tao. Vậy á, là nói chung á, cái số của ông là không bao giờ chuyển kiếp được. Thành quỷ suốt cuộc đời luôn. Hiểu không? Không bao giờ chuyển kiếp được. Phải đâu ngô. Thiệt. Chính vào cái tội đó là kêu bằng tội loạn lưng rồi. Rồi bây giờ nếu mà ông gặp cô gái đó, cô gái 4m đó là ông hỏi cô ta làm sao? Tao dụ hỏi liền. Hỏi chịu làm vợ tôi không? Rồi nếu mà làm vợ cho ông đó là ông có gì? Vậy có thằng lính lại cúng không, không. Bậy. Chật. Ông có tiền bạc ông phải bung ra ông lo lót cho người ta. Lính tôi phải lính không? Tào lao rồi, ông đi khác ông ơi, bữa nay là cầu cô gái kia. Ôi, tao nói cổ có biết gì đâu mà. Ê, lính ông nội. Tao nói mày lính tao. Ôi, thôi, không có lính. Ông đâu, nó đâu biết. Đi rồi, người ta đi giúp cho vong lính lâu đây cha nội. Mày giúp tao, để xạo đi. Thôi, không có lính. Giúp tao xíu thôi. pháp sư mà lính của ông ba mấy tuổi đây, người ta gần cả trăm tuổi, người ta đi, ta làm thầy pháp, ta đi giúp ông mà nói lính không? Mặt mày trẻ non, đã gần cả trăm tuổi rồi đó. Bữa nay cúng nhiều à, Hoa Lan rồi đậu phộng rồi đó. Mà cúng cho bông kia, tôi mời bông hồng cô gái chân dài 4 mét ha. Đến đây hưởng đi, còn ông á, ông ngồi ông chờ cô ra. Rồi ông hỏi cô coi có đồng ý thương ông hay không. Thấy ông có gì đâu mà cổ thương. Có gì chứ. Người ta chân dài 4 mét là người ta phải lấy những cái người mà giàu có, đại gia. Ông hiểu không? Không có dụng đó đâu. Được không? Ai mà lấy thằng què hay chân. Ê, nói xúc phạm mày. Què thì người ta nói què. Phạm gì cho nội. Để tao bị chặt chứ phải tao què nha. Ôi cô gái 4 mét rồi, có người cúng kiến cho cô nè, ra qua đây hưởng nè, qua đây chơi với tôi nữa mấy tôi hưởng hết à. Ôi cô không qua tôi hưởng trước, giỏi quá. Cô qua gọi hả? Cô phải cô gái 4 mét không? Cô chỉ có 1,5 mét thôi. Cô gái 4 mét đâu? Cô đâu ở đây thế vậy? Cô có 1,1 mét qua đây chơi với bà. Tôi 1,5 mét. 1,5 mét luôn hả? Trời ơi, đi đâu qua đây vậy? Cái này cúng cho cô gái 4 mét á. Cúng cho cô 4 mét cho chú ngồi đó chú ăn. Tôi bạn cô gái 4 mét, tôi hưởng kia. Mấy cô ngồi cô ăn luôn ơi, cho bịch đậu nè. Cho tôi xin 1 miếng nha. Ngồi đây hưởng đi, xíu cô gái 4 mét à, qua rồi đi. Để này. Cô thấy ngon không? Đồ cúng con lính cho tôi, cúng cho tôi á. Cúng cho tôi với cô gái 4 mét á. Cô đâu vậy? Ở bên kia kìa. Tôi ở đây lâu quá mà tôi không biết ta. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. Cô ở đâu, có chồng con gì chưa? không hả? Tôi nhìn tướng cô cũng được á. Cô chịu em tôi không? Chú cho tôi 200 triệu, tôi về tôi trả nợ cho gia đình tôi rồi tôi đi theo chú. Trời ơi, cái tướng bà vậy mà đòi 200 triệu bà. Tướng xấu hơn vịt nữa. Có 1,5 mét à đòi 200 triệu. Tôi 1,5 mét mà tôi còn đứng được. Chú cao mét mấy chứ có đứng được như tôi không? Trời ơi tôi có 7 phân rồi bà ơi. Tôi mắc cái giò rồi. Nhưng mà tôi có tiền. Cô thấy lính tôi lại cúng sang không? Bởi tướng cô thì bỏ 200 triệu ra thì không được. Nghĩ sao cô như vịt đẹp thì cô đòi 200 triệu của tôi. Trời đất ơi à. Phải cô được như cô gái 4 mét á. Tôi bỏ 200 triệu ra còn được. Này cô có 1,5 mét à. Mà cô đòi 200 triệu. Bớt bớt được không? Không ấy 190 được không chú? Trời ơi, với cá thịt mày chợ trả giá nữa bà. 10 triệu được không? Nghĩ sao mà 10 triệu vậy chú? Tôi vậy mà 10 triệu hả chú? Trời ơi chứ tướng bà như vịt đẹp được nhiêu tiền bà. Cho bà 10 triệu là bà theo tôi là may lắm rồi đó. Chứ bà có 1,5 mét bà đòi 200 triệu. Gia đình tôi thiếu nợ quá chú ơi. Được rồi. Gia đình bà làm gì thiếu nợ? Chồng tôi cờ bạc chú ơi. Trời ơi cô thấy chưa? Cô xảo trá, nãy cô nói cô không có chồng, bây giờ cô nói chồng cô cờ bạc. Cô tính lừa tôi 200 triệu hay gì? À, không cho hưởng nữa nha. Còn rồi ta thấy đàng hoàng ta mời hưởng. Vậy mà tính dụ người ta lấy 200 triệu à. Đứng đó nhìn miệng đi. Nãy mới nói không có chồng, bây giờ nói chồng tôi cờ bạc nữa. Và giá cuối nè, 15 triệu. Hiểu không? Lên chút nữa được không chú? Giờ 15 triệu à, chịu thôi. Bây giờ á, cô chịu theo tôi thì 15 triệu, vài bữa đó tôi đưa cho cô. Được thì theo, không được thì thôi, chứ giờ tôi không có lên được nữa. Chứ không chốt chết cuối cùng rồi đó. 15 triệu á. Cô suy nghĩ đi, được thì tôi về suy nghĩ được không chú? Ồ, về suy nghĩ biết nào. Tôi mới nghe chú giúp dông ở bên kia nói ở bên đây có dông Việt kiều mà. Sao hôm nay lại gặp dông này bèo quá vậy? Trời ơi, ý bà nói tôi bèo hả? Bà thấy lính tôi lại cúng cao sang không? Tại vì cái giá của bà không có tới tiền đó. Mà giờ tôi chưa có tiền ở đây. Tôi phải 2-3 ngày nữa tôi mới có. Giờ trả giá cuối á 7 triệu luôn. Chịu không? 20 triệu. Trời ơi tướng bà vậy rồi 20 nữa. Giờ muốn đâu ra 3 triệu nữa trời. Ông đừng có thấy vậy mà ông chê nha. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu nha ông. Giờ 20 triệu đúng không? Thiếu 4 ngày sau trả được không? Chứ giờ tiền viện đâu ra, còn 10 mấy triệu bà nội ơi. Thôi, vậy ông ở đây đi, để tôi đi về bên nhà tôi đợi cái ông giúp dông lại tôi hỏi ông Việt Kiều ở đâu tôi đi kiếm ông Việt Kiều. Tôi nè chứ ai, tôi Việt Kiều ở đây nè. Ông Việt Kiều bèo quá ông ơi. Tại giá cô không tới tiền đó mà cô đôn quá, tiền mặt giờ đâu có đâu. Giờ tôi có vàng không ạ, chứ tôi không có tiền mặt. Vậy cô chịu theo tôi đúng không? Giờ chịu theo một xíu tôi đưa vàng cho. Rồi ông đưa đi, tôi đi theo ông. Vậy cô ngồi đấy, cô chơi với tôi đi. Một xíu tôi lấy vàng ra tôi cho. Rồi bữa nay vô mánh rồi. Được cô gái 4 mét làm quen rồi, bữa nay được thêm nhỏ này nữa, nó 1,5 mét. Ôi nghe nè. Ông này là ngày hôm qua ông nói 4 mét đó hả? Không phải nữa này. Nhỏ nào? Nó này có 1,5 mét à. Ông qua 4 mét đâu? Con 4 mét bữa nay tao không thấy qua. Rồi rồi nhỏ này có 1,5 mét mà đòi tao 200 triệu mày. Cô có chồng con chưa mà cô đi kiếm trai mà khuyết tật nhìn thấy thảm thương quá vậy? Nói chưa có chồng mà nói 25 tuổi chưa chồng. Ừ. Tao nói là bây giờ theo tôi thì tôi trả tiền cho để tôi trả nợ. Rồi vậy mà đòi đôn giá lên 200 triệu. Cái tao hỏi nhà cô làm gì thiếu nợ dữ vậy? Nói chồng tôi quýnh bài mày. Mà nãy tao hỏi nó chưa chồng. Trời thì phải rồi gì nè. Chồng ta đánh bài rồi người ta bể nợ. Chắc có thể ngày xưa bị túng quẩn cái gì đó rồi người ta mới mất. Bây giờ người ta đã làm vong rồi, người ta mới đi kiếm tiền để đem về giúp cho chồng ta trả nợ. Rồi nói ông nào giúp cho ông chỉ qua đây có Việt Kiều nữa. Rồi đôn giá tao vậy đó. Ông nào? Ông kia kìa. Vậy hả? Trời ơi chứ tôi đâu biết. Đâu chỉ bậy bạ vậy, ông này ổng có ngàn nào đâu mà chỉ cô. Không biết hết á. 20 triệu á, tao mới mua 20 triệu á. Ông này nghèo thấy bà không có tiền gì chứ á. Có, tôi đừng có tin nó. Ông nói với tôi không có tiền. Thì tôi nói tôi có vàng mà. Vàng đâu, móc cho tôi coi coi. Vàng trong rừng trồng á. Con cây hề á, rồi về ở vợ hoài á chứ gì. Không dám lừa gạt tôi. Trời ơi. Cô nhân dịch đẹp ai đâu thèm cô ơi. Trời ơi nghĩ cái tướng cô vậy mà cô đòi 200 triệu. Tôi thiệt cô với tôi bỏ 200 triệu tôi rước chục em về luôn á. Vậy hả? Toàn là đầu đẹp đẹp không hả? Cô cái tướng quả xấu nhân dịch đẹp vậy bắt đầu quá trời cao à. Chừng ta gái có con á, gái một con cũng chừng. Mày có nghe ta nói câu không? Gái một con trong ngòn con mắt. Thì gái đó mới có giá trị. Đúng rồi. Bà này không có giá trị gì. Sao kỳ ta, ông này không có số đầu qua dưới trời, hôm qua 4 mét nay gặp 1,5 mét. Trời ơi, tao nhìn tưởng nó 1,1 mét không á. Rồi ông ấy, ông hốt bà này đi về chùa tu luôn đi ông ơi. Ồ. Chứ ông chồng thì quét lá đa, còn vợ thì rửa chén. Ồ. Tạo đức, làm phước. Ồ. Để sau này mau chuyển kiếp thành người. Ôi. Quần đâu mất tiêu chân trời. Trời ơi, cái cha nội này công nhận số đầu qua thiệt cả nha. Ngày hôm qua là mình thấy bông rất là cao luôn á. Hôm nay thì gặp bông 1,5 mét. Nói tới chùa chuyện là mấy cái bông này không chịu quá nhà ơi. Cứng đầu quá, chắc có lẽ bỏ luôn quá. Mấy cái bông mà kiểu như ngoan hiền thì đỡ, còn gặp mấy bông này cực khổ quá. Vậy mình đi về nha cả nhà. Mình chưa có giao tiếp với quan hồn cô gái kia, mình quên hỏi là bằng bao nhiêu tuổi. Rồi chưa có, nói chung là giao tiếp chưa có sâu đó cả nhà. Nếu mà có dịp nào mình quay trở lại đây, mình hỏi cô gái đó rồi mình có thể là gì trời phiên cô gái đó để mình giúp cho họ đi về chùa nghe kinh Phật hay là đi siêu thoát luôn cả nhà. Thì bây giờ mình đi về. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà.